cho. Tôi không ca vang trên đôi môi, tôi không hát như bạn bè. Khi xuân sang thanh thang muôn nơi, tôi tiếng tay nghe luôn gắn kết mọi và các bạn. Tác phẩm Lời Nói Từ Trái Tim, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, qua phần biểu diễn của vũ đoàn Mai Trắng, cùng với sự hiện diện của 24 thí sinh ngày hôm nay, đã mở đầu cho vòng bán kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008. Anh Quân và Phương Thảo xin được gửi tới tất cả quý vị và các bạn lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Cát Tiên Sa thực hiện với sự tài trợ của công ty nệm Liên Á. Thưa quý vị và các bạn, tham dự với buổi thi đầu tiên vòng bán kết ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi ông Nguyễn Quý Hòa. Về phía đơn vị tài trợ, công ty nệm Liên Á trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thanh Hà. Và trước khi bắt đầu chương trình, cho phép chúng tôi trân trọng giới thiệu thành viên ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu trưởng ban giám khảo, nhà báo Trương Văn Minh. Xin được trân trọng giới thiệu các thành viên của ban giám khảo. Xin được giới thiệu đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Việt Cường. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trần Kiên. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Hiền. Nghệ sĩ Ngọc Hải. Nghệ sĩ Đức Hải. Nghệ sĩ Thanh Bạch. Người dẫn chương trình Quỳnh Hoa. Người dẫn chương trình diễn viên điện ảnh Hồng Ánh. Và thưa quý vị, để chúc cho các bạn thí sinh ngày hôm nay sẽ thật tự tin và bình tĩnh để bước vào phần thi của mình trong vòng bán kết, chúng ta hãy cùng dành thêm một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa dành cho họ. Quý vị
và các bạn thân mến, đây là lần thứ 5 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình. Qua 4 lần tổ chức trước thì cuộc thi cũng đã tìm kiếm, phát hiện cũng như là góp phần đào tạo bồi dưỡng rất nhiều gương mặt mới cho việc dẫn chương trình, cho các chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, năm nay cuộc thi của chúng ta thu hút sự tham gia của 581 bạn thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước. Các bạn đã trải qua vòng loại để chọn ra 80 thí sinh. Sau đó 80 thí sinh đã tiếp tục dự thi vòng sơ tuyển để chọn ra 24 thí sinh vào vòng bán kết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với buổi thi đầu tiên của vòng bán kết với sự tranh tài của 12 bạn thí sinh. Thưa quý vị, trong vòng bán kết thì mỗi cặp thí sinh sẽ trải qua một vòng thi bắt buộc với một trong 12 bộ đề theo thứ tự bốc thăm. Hai bạn sẽ cùng xem một trích đoạn dẫn chương trình trong một chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì mỗi thí sinh sẽ dẫn lại chương trình ấy trong khoảng thời gian là 2 phút. Để đảm bảo tính sáng tạo cũng như là không có sự trùng lắp giữa phần thi của hai thí sinh, trong khi thí sinh thứ nhất trình bày phần thi của mình thì thí sinh thứ hai sẽ được ban tổ chức mời được thưởng thức những giai điệu du dương của âm nhạc để các bạn không lắng nghe phần thi của thí sinh thứ nhất. Và ở phần thi thứ hai thì hai bạn thí sinh của chúng ta sẽ cùng giao lưu với một nhân vật khách mời với những đề tài mà ban tổ chức đã đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phần đánh giá của ban giám khảo thì quý vị khán giả cũng người giành được giải én vàng trong cuộc thi năm nay bằng cách chúng ta sẽ gọi điện thoại vào số 1900 1763 làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc quý vị có thể nhắn tin theo cú pháp MC dấu cách mã số của thí sinh rồi gửi tới số 8334. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của hai thí sinh đầu tiên. Xin mời thí sinh Trần Tuấn Kiệt, số báo danh 05 và thí sinh Ngô Như Quỳnh, số báo danh 23. Xin mời hai bạn bước ra sân khấu. Và bây giờ xin mời hai bạn hướng lên màn hình. Bốn năm chưa được thì tôi chờ thêm 4 năm nữa, có gì đâu. Quả là tinh thần gan thép yêu đương như vậy thì mới gọi là mãnh liệt. Và chính vì những con tim yêu mạnh mẽ và mãnh liệt như vậy, cho nên ngay bây giờ thầy là muốn nói xin được chọn cho tất cả quý vị và các bạn đang yêu một ca khúc đúng chủ đề luôn. Ca khúc này được mang tên là Tình Yêu Rất Lạ, một sáng tác của Lâm Thái Hiền, sẽ do Vũ đoàn Hoàng Thông biểu diễn cùng với sự góp mặt của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Hai bạn vừa xem xong một trích đoạn của chương trình Thay Lời Muốn Nói, một chương trình được rất nhiều khán thính giả yêu thích của HTV. Bây giờ thì xin mời hai bạn Tuấn Kiệt và Như Quỳnh bắt đầu với phần dự thi của mình. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Trần Tuấn Kiệt và tôi đến từ An Giang. Bất ngờ thay khi tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi này và lại có may mắn được dẫn một chương trình khá chững chạc là Thay Lời Muốn Nói. Hy vọng rằng với phong cách thoải mái của tôi có thể đem đến Thay Lời Muốn Nói một sức sống mới hơn. Xin cảm ơn quý vị và hãy ủng hộ cho hai thí sinh của chúng tôi trong phần thi đầu tiên này. Alo. Xin được kính chào toàn thể quý vị. Và lúc nãy thì có lẽ là quý vị đã được nghe đến tên của tôi, Ngô Như Quỳnh. Nhưng tôi không mong quý vị nhớ đến điều đó, mà hãy nhớ một câu rất đơn giản mà tôi tâm đắc. Khi mà Margaret Mitchell miêu tả Scarlett trong tác phẩm Bất Hủ Cuốn Theo Chiều Gió: Scarlett không đẹp nhưng ít ai chú ý điều đó mỗi khi thấy được sự duyên dáng của nàng. Thì tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ nhớ đến tôi vì sự duyên dáng đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ phần thi của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thay Lời Muốn Nói của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh số tháng 8 với chủ đề Những Khúc Tâm Ca Đường Phố, Những Lời Yêu Thương. Kính thưa quý vị, như vậy là Thay Lời Muốn Nói đã đi được một chặng đường 8 năm. 8 năm là một khoảng thời gian khá dài đúng không chị Như Quỳnh? Ừ, 8 năm có thể đối với Kiệt thì khá dài, nhưng đối với chị thì có lẽ là như những ngày đầu vì vẫn còn nguyên cái niềm xôn xao xúc động khi đọc những lá thư. Kính thưa quý vị, bao nhiêu số chương trình thực hiện, bấy nhiêu chủ đề chúng tôi muốn gửi gắm. Và thật sự chương trình rất vui vì quý vị đã xem Thay Lời Muốn Nói như một góc tâm tình nho nhỏ để có thể chia sẻ những tâm sự mà hàng ngày quý vị chưa có dịp bày tỏ trong cuộc sống đời thường này. Và kính thưa quý vị, không chỉ là những góc tâm tình riêng nho nhỏ mà có rất nhiều thư của khán thính giả gửi về chúng tôi để bày tỏ cái nỗi cảm thông, chia sẻ với những nỗi đau chung, những cái số phận mất mát, bất hạnh mà chúng ta không có được may mắn như mọi người chúng ta ở đây. Ví dụ như những em bé lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa.
hoặc cũng có khi là nỗi đau về những em khiếm thị không thấy được ánh sáng mặt trời. Ở những người qua đường với những bác phu xe trên gánh hàng rong, vân vân. Và mới gần đây nhất chúng tôi có nhận một lá thư của bạn Nguyễn Ngọc Lan là sinh viên trường đại học Public. Không biết là Tuấn Kiệt có nhớ cái trường hợp này không? Nhớ chứ chị. Kính thưa quý vị, lá thư dài lắm, 3 trang giấy. Và trong thời lượng của chương trình thì có lẽ chương trình không thể chuyển tải hết nội dung. Nhưng mà đại thể thì nội dung nó như thế nào chị Như Quỳnh nha? Quỳnh chỉ ngắn gọn vài câu thôi các quý vị. Đó là bức thư đó bạn Ngọc Lan kể là một câu chuyện là bạn có một cái khóa học cuối năm do thầy Thế Hiển, tức là nhạc sĩ Thế Hiển quý vị, hướng dẫn để mà các bạn làm một cái sáng tác về nạn nhân chất độc màu da cam. Thế nhưng mà khi các bạn học xong thì các bạn cũng không có đủ cảm xúc để viết. Thì lúc đó nhạc sĩ Thế Hiển mới nói với các bạn là các em hãy một lần đến với mái ấm Thiên Phước, hãy tận tay nắm lấy bàn tay các em, ôm trên tay mình một cái thân thể nhỏ bé, bệnh tật. Thì lúc đó cảm xúc các em mới là thật. Và không ngờ rằng một cái chuyến đi tưởng chừng như là tham quan thôi thì trở về lại động lại những cảm xúc rất là sâu sắc. Thì bây giờ quý vị sẽ được nghe một đoạn thư này của bạn Ngọc Lan nha. Chúng tôi đã tìm đến đó với sự hâm hở, thế nhưng cái hâm hở đã bị thay thế bằng sự chùng lòng. Cháu ơi, các em đây với gương mặt bừng sáng nhưng tay chân của các em thì teo tóp lại. Lúc ra về các em vẫy chào với những cánh tay bé nhỏ trong không trung làm cho chúng tôi phát khóc. Lần ấy thầy Thế Hiển đã cho điểm rất cao bài của tôi. Nhưng thầy lời muốn nói ơi, tôi có cái khát khao lớn hơn là mong quý vị hãy làm một chương trình cho các em và nhắn với các em rằng chúng ta sẽ luôn ở cạnh các em ấy. Và kính thưa quý vị, chính vì những dòng tâm tư này của bà Ngọc Lan cùng rất nhiều những lá thư khác nữa gửi đến để san sẻ với những nỗi đau chung này mà chúng tôi, những người làm chương trình Thầy Lời Muốn Nói, không thể chần chừ thêm nữa trong việc làm một chương trình dành cho chính các em. Đó là chương trình Những Khúc Tâm Ca Đường Phố. Và sẵn nhắc luôn cả về nhạc sĩ Thế Hiển thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của anh viết riêng dành tặng cho các em bị nhiễm chất độc màu da cam, ca khúc được mang tên Em Không Biết. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ khi em chào đời, em đã nằm bất động. Nhiều lần em nhìn thấy giọt nước mắt của cha, giọt nước mắt của mẹ, giọt nước mắt của mọi người. Và em nghe câu nói chất độc màu da cam. Em không biết chất độc màu da cam. Em không biết chất độc màu da cam. Em chỉ muốn được sống như mọi người, được lớn lên như cha, được vẹn toàn như mẹ. Bởi em không hề biết chất độc màu da cam. Bởi em không hề biết chất độc màu da cam. Bởi em không hề biết chất độc màu da cam. Bởi em không hề biết chất độc màu da cam. Xin được cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều với ca khúc Em Không Biết. Kính thưa quý vị, hôm nay nhạc sĩ Thế Hiển vẫn xuất hiện với cây đàn rất là lãng tử. Và kính thưa nhạc sĩ, là Như Quỳnh cũng được biết là bên cạnh những ca khúc anh viết cho các em bị nạn nhân chất độc màu da cam như quý vị vừa nghe, thì anh còn có một chùm ca khúc làm nên những khúc tâm ca đường phố, như là Dấu Chấm Hỏi rất nổi tiếng, Nhong Nhong Nhong, Người Mẹ Và Hoa Sứ Trắng, Người Phu Xe. Thì lúc mà em nghĩ đến cái chủ đề này khi làm chương trình Thầy Lời Muốn Nói, là trong đầu em chỉ nghĩ là không biết rằng cái ca khúc mà nó xuất hiện, sáng tác của người nhạc sĩ, nó là kết quả của những cái cảm xúc nó đến một cách một cái cảm hứng bất chợt, hay nó đối với anh là một cái quá trình, một cái cội nguồn cảm xúc thật là dài. Vâng, đối với tôi thì là những ca khúc của tôi đều viết lên từ những cái thực tế, những chuyến đi. Tôi là ủy viên của Ban Chấp hành Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Thành Phố Hồ Chí Minh. Hội chúng tôi rất nhiều những chương trình vận động và đi thăm, đi đến những vùng sâu, vùng xa, đi đến với mái ấm Thiên Phước, đi đến với
trường mầm Nguyễn Đình Chiểu và các nơi nuôi dạy các trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ. Tôi đã đi và cảm xúc thì và tôi đã viết. Tôi nghĩ rằng là đó là một cái trách nhiệm của người nhạc sĩ đối với cuộc sống, đối với xã hội. Và tôi nghĩ rằng là những ca khúc ấy sẽ làm cùng với tất cả cùng nhau để cùng san sẻ, chia sẻ với những người không được may mắn. Dạ, tâm nguyện đó của nhạc sĩ thì thật là đáng quý ạ. Nhưng mà thưa anh Thế Hiển thân mến, những người trẻ như em đây á, hiện nay họ quan tâm nhiều lắm với những ca khúc tình yêu hiện đại. Những cái bài hát mà thật là trẻ trung, sôi động, thật là tiết tấu nhanh. Đúng rồi, như vậy thì có bao giờ anh sợ rằng rồi đây khán giả sẽ quay lưng lại với những ca khúc mà anh chắc chiêu bằng tâm quyết của mình không anh? Bạn Tuấn Kiệt ơi, tuổi trẻ như các bạn, vâng, các bạn cứ yêu những ca khúc tuổi trẻ sôi nổi, trẻ trung, không sao cả. Nhưng mà đối với dòng tâm ca đường phố, tôi không e ngại gì cả, tôi vẫn viết. Bởi vì là tôi nghĩ rằng, đối với những chúng ta đều biết, với những tác phẩm của Victor Hugo, với những tác phẩm của Chopin, những tác phẩm của Ngô Tất Tố, Vũ Công Hoan, những chủ đề viết về thân phận con người, viết về xã hội, viết về tính nhân văn, nhân bản, tôi tin là vẫn sống mãi. Và tôi cũng sẽ viết, tiếp tục viết. Dạ, em tin là cái niềm tin đó của anh thì chắc chắn là nó có cơ sở. Đơn cử như một trường hợp thưa quý vị, ca khúc Dấu Chấm Hỏi ra đời cũng đã gần 20 năm. Em nhớ là sáng tác năm 1991 đúng không anh? Dạ vâng. Dạ. Thế nhưng mà mỗi lần ca khúc này vang lên thì chúng ta vẫn thấy nó có một cái sức lay động rất là lớn. Cho nên như Quỳnh, Tuấn Kiệt cũng nghĩ rằng là những khúc tâm ca đường phố của anh á, sẽ có sức sống mãi mãi. Và tụi em nghĩ rằng là chắc là trong tương lai anh Thế Hiển còn viết rất nhiều những khúc tâm ca đường phố này nữa chứ ạ? Dạ vâng, tôi vẫn tiếp tục viết. Và nếu mà còn sức viết là tôi viết. Và tôi tin rằng là cũng sẽ nhiều nhạc sĩ cùng viết với những ca khúc mang tính chất nhân văn này. Dạ vâng, và khán giả truyền hình rồi đây cũng sẽ chờ đợi những ca khúc rất hay như thế ra đời ạ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Thế Hiển đã đến giao lưu cùng Thay Lời Muốn Nói. Xin được cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều. Và phần thi của Tuấn Kiệt, Như Quỳnh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của hai thí sinh tiếp theo. Đó chính là bạn Nguyễn Thị Huỳnh Giao, số báo danh 14, và bạn Tô Huỳnh Phương Hiếu, số báo danh 08. Xin mời hai bạn ra sân khấu. Xin mời hai bạn theo dõi đề tài của mình trên màn hình. Đã trôi qua và giờ đây chúng ta đang cùng gặp nhau trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Thưa quý vị, có những giấc mơ mà có lẽ trong suốt cuộc đời nhiều người đã không thể thực hiện được. Đó là giấc mơ xóa hết nợ ngân hàng, giấc mơ cho con cái ăn học nên người, giấc mơ có được những giờ phút thảnh thơi vui đùa cùng gia đình. Và với những nhân vật của Vượt Lên Chính Mình thì những giấc mơ ấy còn xa lắm. Chúng tôi xin được nguyện làm cầu nối để giúp họ đến được bến bờ của những giấc mơ, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta đến đây để chia sẻ những niềm vui, chia sẻ những niềm hạnh phúc cùng với gia đình thí sinh của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thí sinh của anh Nguyễn Nang và chị Lê Thị Hiền. Xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thị Huỳnh Giao, năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bến Tre xứ Dừa, giọng nói và tính cách của tôi mang đậm chất con người miền Tây, một chút mộc mạc, giản dị và gần gũi. Và tôi nghĩ rằng những điều này cũng đã góp phần tạo nên ở tôi một tính cách mà mẹ tôi bảo rằng đó là thế mạnh của một người con gái. Đó là sự dịu dàng. Hy vọng rằng sẽ nhận được tình cảm và sự ủng hộ từ quý khán giả. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, tôi tên là Tô Huỳnh Phương Hiếu, đến từ tỉnh Đồng Tháp. Và như ở những vòng ngoài, Phương Hiếu đã mở ra một thắc mắc cho quý vị khán giả rằng một vận động viên sẽ dẫn chương trình như thế nào. Và trong vòng thi ngày hôm nay, Phương Hiếu sẽ thể hiện điều đó. Và bây giờ, phần thi của Phương Hiếu và Huỳnh Giao xin được phép bắt đầu.
Một tuần đã trôi qua và giờ đây chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Thưa quý vị, Quỳnh Giao và những người thực hiện chương trình vẫn còn trong niềm da dứt xót xa khi vừa trở về từ trận lũ lụt tại các tỉnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây nên. Thế nhưng, chúng tôi phải nén lại sự xót xa đó để tiếp tục đến với những gia đình, những hoàn cảnh cơ nhỡ kém may mắn đang rất cần sự giúp đỡ. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình của chị Phù Thị Dung. Người chồng không may mất sớm, hiện chị phải cùng sống với hai đứa con nhỏ trong một khu phố lao động nghèo ở quận 5 bằng nghề gia công dép xốp. Với công việc này, mỗi ngày chị chỉ kiếm được vài ngàn đồng. Thế nên chị đã tâm sự với chúng tôi. Chị mong muốn sao mỗi ngày có thể kiếm thêm vài ngàn nữa để trong bữa ăn của hai đứa con chị không chỉ toàn là một màu xanh của rau. Thưa quý vị, một ước muốn thật nhỏ nhoi. Thế nhưng với số tiền nợ ngân hàng 7 triệu đồng mà trong suốt 3 năm qua dù đã thực sự cố gắng, đã chắc chiêu, đã dành dụm nhưng chị vẫn không thể nào trả được thì ước mơ đó vẫn còn xa lắm. Đồng cảm với chị, chương trình Vượt Lên Chính Mình xin nguyện làm chiếc cầu nối đưa chị qua một đoạn đường để chị có thể dẫn bước đến một ngày mai tươi sáng hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng bằng sự cố gắng của mình, chị sẽ thành công trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến hiện trường với anh Phương Hiếu và nhân vật của chúng ta, chị Phù Thị Dung. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người và đặc biệt là những người có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ đến với chương trình để chúng ta hiểu được rằng chúng ta chỉ thực sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Và hiện nay Phương Hiếu cùng chương trình đang có mặt tại một khu phố lao động nghèo thuộc quận 5 để đến với gia đình của chị Phù Thị Dung, một gia đình nghèo với nghề gia công làm dép xốp. Vâng, và chào chị và xin chúc chị thật bình tĩnh và tự tin để đến với phần thi của mình chị nhé. Và bây giờ, vòng xóa nợ 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình xin được bắt đầu. Vâng, và ở vòng xóa nợ 1 này thì nhiệm vụ của chị là trong vòng 1 phút 30 giây phải hoàn thành gắn quai dép cho 10 đôi dép. Và sau 1 phút 30 giây, Phương Hiếu muốn thấy 10 đôi dép đã được gắn quai hoàn chỉnh đặt ở bàn này chị nhé. Và chị hãy cố lên nhé. Bây giờ, 1 phút 30 giây dành cho Phù Thị Dung xin được bắt đầu. Bắt đầu rồi chị, nhanh lên. 1 phút 30 giây để hoàn thành gắn quai dép. 1 phút 30 giây nhanh lên. Rồi hết 1 phút rồi. Chỉ còn một vài giây nữa thôi. Chỉ cuối cùng xong chưa? Xong chưa? Vâng, và kính thưa quý vị, như vậy là chị đã hoàn thành rồi. Bây giờ Phương Hiếu sẽ kiểm tra xem những chiếc dép chị được gắn qua như thế nào. Vâng, rất chắc chắn. Mang thử luôn. Quá đẹp. Nhưng đặc biệt là bây giờ đồng hồ sẽ dừng lại ở giây thứ bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Vâng, 1 phút 29 giây, xin chúc mừng chị. Như vậy là chị đã xóa đi số nợ 3,5 triệu đồng. Và chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Vượt Lên Chính Mình để đến với vòng cấp vốn dành cho gia đình của chị Phù Thị Dung. Và kính thưa quý vị và các bạn, như vậy ở logo đầu tiên chị Dung đã rút được 5 triệu đồng. Vâng, chị đừng khóc, chị rất vui. Chúng ta còn một logo nữa. Vâng, xin mời chị. Chị chọn logo nào ạ? Vâng, logo HTV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem với bảng logo HTV Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh thì số tiền sẽ là bao nhiêu? Vâng, 6 số 0 ạ. Số 1, 1 triệu hay bao nhiêu ạ? 11 triệu, xin chúc mừng chị. Như vậy là với hai bảng logo, chị đã nhận được tổng cộng 16 triệu của chương trình. Xin chúc mừng chị và ngay bây giờ, Phương Hiếu sẽ cùng chị đến với ngân hàng để làm thủ tục xóa nợ. Thưa quý vị, như vậy là sau hai dòng xóa nợ và dòng rút vốn, tổng số tiền mà chị nhận được từ chương trình là 23 triệu đồng. Không những xóa hết toàn bộ số nợ, mà giờ đây gia đình chị đã có thêm một khoản tiền để trang trải và hỗ trợ thêm cho công việc của chị. Thế là bữa cơm gia đình chị không chỉ còn là một màu xanh của rau nữa, mà đã có thêm hương vị của thịt, của cá, và hơn hết là niềm vui của chị và hai đứa con nhỏ khi những gánh nặng cơm áo đã một phần dời đi. Giờ đây, chị đang cùng anh Phương Hiếu đến ngân hàng để làm thủ tục xóa nợ. Hy vọng rằng kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của gia đình chị sẽ bước sang một trang mới. Một lần nữa, xin chúc mừng chị. Vâng, và thưa chị, Phương Hiếu và Quỳnh Giao xin phép được tiếp tục phần thi của mình. Thưa quý vị, mỗi người sinh ra không ai có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống như thế nào. Thế nên, bên cạnh những gia đình ấm no hạnh phúc,
vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh phải luôn gồng gánh với những cơm áo gạo tiền. Thế nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì trong lòng họ vẫn âm ỉ một niềm tin, một niềm mơ ước về một ngày mai tươi sáng hơn. Đó chính là niềm tin cuộc sống. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Phương Hiếu và Huỳnh Giao sẽ trao đổi về vấn đề này cùng với một vị khách mời đặc biệt của chúng ta, một nhà biên kịch phim tài liệu nổi tiếng với những ký sự Hỏa Xa, Huyền Bí Sông Hằng hay gần đây nhất là ký sự Hành Trình Theo Chân Bác. Xin trân trọng giới thiệu nhà biên kịch Trần Quốc Tuấn. Vâng, đầu tiên thì xin chào nhà biên kịch Trần Đức Tuấn. Trước tiên cho phép Phương Hiếu và Huỳnh Giao xin được gọi nhà biên kịch bằng chú ạ. Và thưa chú, trong hành trình mà chú theo những đoàn làm phim tài liệu để đi đến nhiều nơi thì chắc hẳn với tầm nhìn là một nhà biên kịch sâu sắc như chú thì chú sẽ dễ dàng cảm nhận được cuộc sống của con người nơi đây đúng không ạ? Vậy chú có thể chia sẻ những cảm nhận của mình về ý chí vươn lên trong cuộc sống của con người hiện nay như thế nào và đặc biệt là với những người nghèo ạ? Về cái ý chí vươn lên trong cuộc sống thì nó có rất nhiều tấm gương. Tôi thì có cái dịp đi làm phim đây đó. Thể thao Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 71 cùng với 8 quốc gia khác, với một huy chương bạc duy nhất được mang về bởi vận động viên cử tạ Hoàng Anh Tuấn. Và tuy một chiếc huy chương nhưng đó là một sự cố gắng vượt trội của đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội lần này. Chiếc huy chương ấy là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc, vinh quang của cả một dân tộc. Và cũng với chiếc huy chương ấy thì Hoàng Anh Tuấn đã nêu cao ngọn cờ của Việt Nam, cờ đỏ sao vàng trên bầu trời của một đấu trường quốc tế mang tầm vóc thể thao quốc tế, đấu trường Olympic Bắc Kinh 2008. Và thưa các bạn, còn đối với đất nước chủ nhà thuộc Trung Quốc thì hết sức hạnh phúc khi đây không chỉ là lần đầu tiên được đứng đầu trong bảng tổng sắp huy chương Olympic mà còn nhận được rất nhiều lời khen tặng rằng Thế vận hội Bắc Kinh 2008 là kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử. Và cũng với Olympic Bắc Kinh thì khán giả khắp thế giới biết được tài năng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu cùng với những hình ảnh rất tuyệt đẹp của sân vận động mang hình tổ chim. Và trong buổi lễ bế mạc tối hôm qua thì chúng ta thấy rằng chương trình vẫn không kém phần quy mô và hành tráng. Và chương trình thật sự là náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện và biểu diễn của các gương mặt đại biểu đến từ London, Anh, thành phố sẽ đăng cai Thế vận hội vào năm 2012. Và tiết mục cuối cùng đó chính là một cú sút quả bóng lên khán đài của danh thủ David Beckham đã khởi động cho hành trình đếm ngược thời gian đến buổi lễ khai mạc Thế vận hội được tổ chức vào 4 năm sau, năm 2012. Và thưa các bạn, chia tay với lễ bế mạc của kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 thì chúng ta xin nói qua về thể thao Việt Nam. Trong bức tranh tối màu của đoàn thể thao Việt Nam tại năm 2008, vận động viên Hoàng Anh Tuấn được nhắc đến như là một vị cứu tinh bởi anh đã là người niềm hy vọng duy nhất trong số rất nhiều những niềm hy vọng đã mang lại niềm vinh dự cho nước nhà. Và trong chương trình đồng hành cùng Olympic Bắc Kinh hôm nay với chủ đề là làm sao đi đến thành công, chúng tôi muốn cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh tuyệt đẹp được diễn ra tại Olympic vừa rồi, cũng như là chúng ta nhìn lại những thành tích vượt trội của thể thao Việt Nam trong Thế vận hội vừa rồi và những gì chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể có được một thành tích tốt hơn nữa trong những lần Thế vận hội tiếp theo. Và thưa các bạn, hôm nay đến với trường quay của chương trình đồng hành cùng Olympic Bắc Kinh 2008, chúng tôi xin giới thiệu đến một vị khách mời rất đặc biệt. Anh là một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Vâng, xin mời và xin giới thiệu ra sân khấu vận động viên thể hình Phạm Văn Mách. Mình xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo. Xin chào các bạn. Thì Thành Lộc xin được phép thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn anh Phạm Văn Mách đã dành thời gian để đến đây tham dự cùng chúng tôi trong chương trình đồng hành cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Và câu hỏi đầu tiên thì Thành Lộc xin được đặt ra với anh Phạm Văn Mách về cuộc đời và sự nghiệp của anh là rằng anh đã đến với môn thể hình từ khi nào và duyên cớ gì đã đưa anh đến với bộ môn này ạ? Mách đến với bộ thể hình thật sự là tình cờ thôi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì Mách cùng các bạn rủ nhau đến câu lạc bộ đi tập. Và sau một thời gian tập luyện khoảng 3-4 tháng gì đó thì Mách cảm thấy là môn này nó vừa giúp ích được sức khỏe, vừa đem lại cho thân hình cân đối, dễ nhìn hơn.
Và từ đấy Mách quyết định tham gia vào môn này cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn anh Mách rất nhiều. Và câu hỏi thứ hai Thanh Hà xin phép được hỏi đó là sau rất nhiều thành công thì anh Mách có nói rằng tôi thành công là vì những tấm gương sáng ở xung quanh tôi. Như vậy thì anh có thể cho Thanh Hà, Thành Lập cũng như tất cả quý vị khán giả ở đây biết rằng những tấm gương sáng đó là ai và họ đã có ảnh hưởng đến anh như thế nào? Các bạn cũng biết trong cuộc sống chúng ta thì phải có sự có nhiều niềm tin và hy vọng. Và những tấm gương sáng là chỗ dựa cho chúng ta để đặt cái niềm tin và hy vọng đó. Chẳng hạn như vận động viên của người Mỹ là Arnold Schwarzenegger đã từng 8 lần vô địch thế giới. Và ở Việt Nam của chúng ta là vận động viên Lý Đức đã từng 7 lần vô địch Á Châu. Và đây là những ý chí rất là kiên cường, rất là quyết tâm để thực hiện những gì mà mình mong muốn đạt được. Và Mách cũng theo đó, theo những tấm gương sáng đó và học hỏi và quyết tâm đến ngày hôm nay được thành công như ngày hôm nay. Yeah. Xin cảm ơn anh. Và một câu hỏi tiếp theo thì Thành Lập xin được trao đổi với anh. Đó là được biết là vào khoảng tháng 10 đúng không ạ? Tháng 10 này thì anh Mách sẽ tham dự giải bờ biển được tổ chức tại Indonesia. Thế thì đến thời điểm hiện tại bây giờ anh đã có những sự chuẩn bị như thế nào để có thể có được một thành tích tốt nhất trong lần tổ chức giải và tham gia giải lần này không ạ? Giải bờ biển kỳ này còn gọi là giải Beach Games, yeah, được tổ chức lần đầu tiên ở chu đáo tới rất là từ lâu, có thể là 3-4 tháng trước rồi. Và cái điều quan trọng nữa là cái đẳng cấp của mình phải thể hiện thế nào lần đầu tiên, và lần đầu tiên mình phải làm như thế nào đó mới đặt niềm tin cho những người đã tin tưởng, đặt những tình cảm yêu quý của mình, không phải thất vọng. Người ta nói rằng để có được thành công thì phải có một phương châm sống, học tập và làm việc thật tốt. Như vậy thì anh có thể san sẻ cho tất cả quý vị khán giả ở đây biết được rằng phương châm sống của anh là gì? Xin mời anh. Trong mỗi chúng ta thì lúc nào cũng vươn lên từ những khó khăn. Và những khó khăn đó ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Do đó phương châm sống của Mách là phải học hỏi, luôn luôn học hỏi và luôn luôn phải biết tích lũy những gì mình đã đạt được. Như vậy, học hỏi và tích lũy đó là phương châm sống của anh. Vâng. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thưa tất cả quý vị thân mến, như vậy là phần giao lưu với vận động viên Phạm Văn Mách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đồng hành cùng Olympic Bắc Kinh 2008 của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn anh Mách đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Xin kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Olympic 2012. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai thí sinh Phạm Ngọc Trân số báo danh 18 và thí sinh Nguyễn Văn Mạnh số báo danh 22. Xin mời hai bạn ra sân khấu. Mời hai bạn hướng về màn hình để theo dõi chủ đề của mình. Thưa quý vị, và cùng với tấm lòng của người dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, thì trong những ngày vừa qua, quý vị cũng thấy rằng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa những thông tin rất đầy đủ, rất chi tiết và rất chính xác về những thiệt hại do cơn bão số 1 Chan Chu gây ra. Và nếu như chúng ta đã có những giây phút cùng vinh dự, cùng hân hoan với những thành tựu, những gì mà chúng ta đã đạt được trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin, v.v. thì hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ tấm lòng của mình với tất cả những gì mà người dân miền Trung đang gặp phải trong cơn bão số 1 vừa qua. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng bán kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình lần thứ 5 năm 2008. Tôi xin phép được tự giới thiệu về mình. Tôi, thí sinh Nguyễn Văn Mạnh, tên thường gọi là Duy Mạnh, hiện đang làm việc tại công ty phân phối FPT. Đến với cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình lần thứ 5 năm 2008 với mong muốn tìm kiếm những cơ hội mới trong người dẫn chương trình truyền hình của mình. Và bây giờ cho phép tôi xin được thể hiện phần đề thi của mình.
Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến và tham dự chương trình Chung một tấm lòng. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Catinsa tổ chức và được tài trợ bởi công ty Liên Á. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, Duy Mạnh xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, cơn bão số 4 đã đi qua, để lại những thiệt hại nặng nề cho người dân phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh. Có thể nói rằng ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Những người dân nơi đây đã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong 10 năm qua. Đã có 120 người chết, đã có hơn 20.000 căn nhà bị sập, bị ngập lụt. Thế nhưng thưa quý vị, điều mà chúng tôi đang muốn nói ở đây đó chính là năm học mới đã bắt đầu. Làm thế nào để các em học sinh chúng ta có thể đến trường một cách nhanh nhất? Thưa quý vị, chúng tôi tổ chức chương trình này với mong muốn được chung tay góp sức để tất cả các em chúng ta cùng nhau đến trường trong năm học mới. Tất cả quý vị và các bạn có thể đóng góp trực tiếp về Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất, hoặc quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại tới số 8585905 để làm những cử chỉ cao đẹp của mình. Đặc biệt, tất cả quý vị và các bạn đang có mặt tại nhà hát truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh buổi tối ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể quyên góp trực tiếp tại thùng phiếu của chúng tôi trên này, hoặc quý vị có thể liên hệ với ban thư ký bên phía cánh phải sân khấu. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là những xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là những nội dung mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị và các bạn trong chương trình Chung một tấm lòng. Và trong chương trình này, chúng ta cùng sẽ có dịp để cùng thưởng thức những ca khúc, những bài hát do các ca sĩ thể hiện. Và chúng tôi cũng rất mong tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn dành cho các nghệ sĩ của chúng ta những tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt. Và bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng dành cho nhau những tràng vỗ tay thật lớn và thật to để chương trình xin phép được bắt đầu. Và thưa quý vị, phần trình bày của tôi đến đây xin phép được kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị ban giám khảo, quý vị đại biểu và tất cả các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời Ngọc Trân. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là thí sinh Phạm Ngọc Trân. Tôi có một số danh khá đặc biệt, 18. Đó là con số đánh dấu sự kiện mà các bạn trưởng thành. Và tôi hy vọng là trong cuộc thi này, tôi cũng sẽ đánh dấu được một sự kiện trong cuộc đời tôi. Đó chính là nhận được sự tin yêu của quý vị và các bạn. Sau đây, tôi xin bắt đầu phần thi của mình. Đầu tiên, cho phép những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị và các bạn lời chào thân thương và trân trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ vài ngày nữa thôi là năm học mới sẽ bắt đầu. Nếu như có những đứa trẻ được bố mẹ yêu thương, được dẫn đến mua sắm, nào là bút, nào là vở, tập trắng tinh tươm, thì bên cạnh đó, cũng cùng trang lứa đó, có những đứa trẻ phải sớm vào đời để bươn chải. Kính thưa quý vị, các em 3-4 người mà làm từ sáng đến chiều, chỉ được có 20.000 đồng, không đủ để trang trải một ngày. Vâng, các em làm gì? Các em mò cua, bắt ốc và các em làm thuê, làm mướn. Kính thưa quý vị đừng nghĩ rằng họ ở đâu xa chúng ta. Ở huyện Cần Giờ, ở huyện Thủ Đức, ở huyện Hóc Môn, ở huyện Bình Chánh. Kính thưa quý vị, những cuộc đời đó đang tồn tại song song với cái thành phố xinh đẹp này. Và tôi tin rằng nếu như quý vị và các bạn không bận rộn với những cơm áo gạo tiền, những lo toan hàng ngày, thì chắc chắn quý vị và các bạn sẽ đến với các em. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi, những người thực hiện chương trình Chung một tấm lòng, làm một điều gì đó tuy thật nhỏ nhoi nhưng đóng góp được vào quỹ từ thiện để các em có một chút niềm vui, có một chút niềm tin vào đầu năm học mới. Bác Hồ có hai câu thơ: trẻ em như bướm trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Tôi hy vọng là với tấm lòng của chúng ta, tấm lòng của tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ làm nên điều đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình văn nghệ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Phần thi của tôi đến đây xin kết thúc. Và sau đây là phần giao lưu. Tôi xin mời anh Duy Mạnh ra sân khấu để cùng tôi thực hiện phần thi này. Hai bạn thân mến, ở phần thi này thì hai bạn sẽ gặp gỡ với vị khách mời, đó chính là nghệ sĩ Bảo Quốc. Sau đây xin mời hai bạn sẽ đến với phần trò chuyện và giao lưu với nghệ sĩ Bảo Quốc.
Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay lại với phần 2 chương trình Chung một tấm lòng. Thưa tất cả quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, tất cả các nghệ sĩ, các ca sĩ đến đây thể hiện, họ đã có những cử chỉ rất cao đẹp. Và có một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vui, đó chính là tất cả những các ca sĩ đến thể hiện thì các bạn không nhận tiền cát xê. Toàn bộ số tiền đó đều quyên góp vào quỹ Chung một tấm lòng. Và trong đó thì có một nghệ sĩ có thể nói được rất nhiều các bạn yêu mến trong thời gian vừa qua. Mà ngay sau đây, Duy Mạnh và Ngọc Trân xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ giao lưu. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, quý vị và các bạn có thể thấy được rằng đây là một tấm gương sáng trong công tác từ thiện mà các bạn trẻ chúng ta cần phải noi theo. Và xin được chào nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Rất là vui khi ngày hôm nay chú đã nhận lời đến tham dự chương trình của chúng cháu. Chú cũng chào hai cháu. Dạ, Bảo Quốc xin trân trọng kính chào ban giám khảo, các cô chú anh chị và các bạn đang xem đài truyền hình kính mến. Thưa chú Bảo Quốc, có thể nói là một người hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực từ thiện. Câu hỏi đầu tiên mà cháu muốn hỏi chú đó là vậy làm công tác từ thiện có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của chú vậy? Mà tại sao chú lại làm nhiều đến như thế? Công việc từ thiện thì đối với Bảo Quốc cũng như đối với các anh chị em nghệ sĩ, đó là từ tấm lòng, từ cái tâm của chúng tôi, để mà chúng tôi có thể chia sẻ được những cái gì khó khăn đến với những người còn chịu nghèo khổ, sống một cuộc đời bất hạnh. Thì Bảo Quốc nghĩ đó là cái tâm, là cái tấm lòng của mình, nó là động lực để mà thúc đẩy chúng tôi làm những công việc đó. Hai bạn ra sân khấu. Và bây giờ mời Quỳnh Giang và Quang Minh hướng về màn hình. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết Quỳnh Hương xin phải thưa ngay với quý vị rằng nhân vật chính trong chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một nữ diễn viên điện ảnh. Tuy rằng là thời gian cô đến với điện ảnh chưa lâu và số bộ phim cô tham gia thì có lẽ chưa nhiều so với một số các diễn viên khác. Tuy nhiên, có một điều khá là thú vị là hầu hết những bộ phim có cô tham gia đều đạt doanh thu rất là cao và cô cũng đã kịp thời được công chúng ghi nhận những đóng góp và những cố gắng của mình bằng giải Mai Vàng năm 2006 của báo Người Lao Động dành cho hạng mục là nữ diễn viên được yêu thích nhất. Và đó chính là nữ diễn viên điện ảnh Kim Thư. Đến khi mà vô tình là gặp anh Quyền Linh với anh Phước Sang, thì trong cái thời gian đó là bộ phim Lục Vân Tiên đang casting những diễn viên nữ. Thì anh Quyền Linh với anh Phước Sang mới không biết là nhìn Kim Thư như thế nào mà lại nói tại sao thấy em cũng có vẻ dạng dĩ mà có một cái gì tiềm ẩn họ nhìn như vậy, tại sao em không thử. Xin kính chào hội đồng ban giám khảo cùng toàn thể các bạn. Tôi tên là Huỳnh Thị Quỳnh Giang, hiện đang là sinh viên đại học năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh. Và châm ngôn sống của Quỳnh Giang đó là tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời. Đó là lý do ngày tại sao hôm nay Quỳnh Giang có mặt ở đây. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho Quỳnh Giang thật nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi tên là Lê Lưu Quang Minh, hiện là sinh viên năm 2 của trường đại học Hoa Sen. Với mã số báo danh của tôi là 10 và kính mong tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy nhớ mã số báo danh của tôi để cùng đồng hành với tôi trong suốt cuộc thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Và bây giờ phần thi của Quỳnh Giang và Quang Minh xin được phép bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình trò chuyện cuối tuần do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, đất nước Việt Nam ta đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử. Có những lúc đau thương nhưng cũng không thiếu những ngày tháng hào hùng và oanh liệt. Trải dài suốt thời gian lịch sử ấy thì đất nước ta, dân tộc ta cũng đã vun đắp và cũng đã đúc kết cho mình một nền văn hóa và một nền ẩm thực riêng biệt vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy rằng những năm tháng ấy đã qua đi, nhưng những nét tinh hoa về ẩm thực Việt Nam vẫn luôn thôi thúc những người, những thế hệ trẻ của chúng ta luôn tìm tòi học hỏi với những nét văn hóa về ẩm thực Việt Nam. Có ai đó đã nói rằng
Việt Nam là quê hương của rất nhiều món ăn ngon, và trên mỗi vùng miền của đất nước Việt Nam thì lại có những món ăn rất khác nhau và mang một ý nghĩa rất tiêu biểu cho dân tộc của đất nước đó tại Việt Nam. Và ngày hôm nay, trong chương trình trò chuyện cuối tuần, Quỳnh Giang và xin quý vị. Và xin quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho Quỳnh Giang ạ. Có ai đó đã nói rằng Việt Nam là quê hương của rất nhiều món ăn ngon, và trên mỗi vùng miền của đất nước Việt Nam thì lại có rất nhiều món ăn khác nhau và mang một ý nghĩa rất đặc biệt tượng trưng cho dân tộc đó tại Việt Nam. Và ẩm thực là nét đặc sắc và truyền thống của mỗi dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, khi tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam, không chỉ đơn thuần tìm hiểu về tôn giáo cũng như văn hóa, mà chúng ta còn phải tìm hiểu về những nét đặc sắc riêng biệt của mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam. Tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Vào những ngày này thì những người con muốn thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình đối với các đấng sinh thành thì họ thường đi lễ Phật hoặc là đi chùa, nhưng họ muốn thể hiện một tấm lòng chân thành nhất, đó chính là ăn chay, để thể hiện một nét tâm linh và muốn cho những ý nguyện của họ được trở thành một cách chân thành nhất. Ăn chay đã đi vào cuộc sống hiện đại và nhanh chóng được đón chào. Ẩm thực chay giờ đây không đơn thuần là một trào lưu hay là một phương pháp về dinh dưỡng tu thân, mà giờ đây ẩm thực chay đã trở thành một phong cách sống. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta hãy thử đi dạo quanh một vòng Sài Gòn, thì chắc chắn là tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những quán ăn hoặc những nhà hàng ăn chay với những món ăn hết sức đa dạng và phong phú. Tuy chỉ giới hạn trong nguyên liệu chế biến, đó chỉ là thực vật, nhưng về số lượng và về hương vị thì không hề đơn điệu chút nào. Và ngày hôm nay trong chương trình trò chuyện cuối tuần, Quỳnh Giang và Quang Minh xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với một vị khán giả, một vị khách mời mà thông qua ông chúng ta sẽ tìm hiểu hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam và đặc biệt là các món ăn chay. Trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm. Kính thưa giáo sư, trong kho tàng văn hóa và ẩm thực của thế giới thì Việt Nam được biết đến như là một trong những đất nước sản sinh ra nhiều món ăn ngon, từ những món ăn như là bình dân cho đến những món ăn phục vụ cho lễ hội, cung đình. Như thế thì giáo sư có thể giới thiệu tổng quát cho mọi người biết được những nét đặc trưng cơ bản của văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và văn hóa ẩm thực chay của chúng ta nói riêng. Vâng, nói về văn hóa ẩm thực thì có thể nói rằng là Việt Nam chúng ta chính là một trong những nền ẩm thực đặc biệt là gần đây rất được đánh giá cao trên thế giới. Và cái đặc điểm của ẩm thực Việt Nam, một trong nét đặc biệt của ẩm thực Việt Nam chính là cái tính thực vật của nó. Bởi vì rằng là Việt Nam chúng ta là một cái nền văn hóa nông nghiệp, mà nông nghiệp tức là thực vật, và thực vật chính là chay. Vâng, vậy thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã nói là ẩm thực Việt Nam là hướng nguồn từ thực vật, và đặc biệt các món ăn chay thì nguyên vật liệu lại càng là thực vật hơn nữa. Vậy thì một vấn đề được đặt ra ở đây đó là một bữa ăn mà với rất nhiều thực vật như vậy, liệu có đảm bảo được sức khỏe cho chúng ta hay không ạ? Vâng, nhiều người mà chưa hiểu biết về ăn chay ấy, thường đặt ra cái câu hỏi như vậy. Và chính không nói đâu xa, ngay một số nhà khoa học, một số nhà dinh dưỡng học Việt Nam trước đây cũng nghĩ như vậy. Cho nên đã có một thời, tôi nhớ cái thời đó là những năm 60, 70, rồi là sang đến 80, thì các nhà dinh dưỡng Việt Nam thường hô hào là tìm cách để tăng cường cái lượng thịt. Điều đó thì cũng đúng thôi, bởi vì vào cái thời đó là chúng ta đang đói, đang nghèo, đang rất khó khăn. Vì vậy mà dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể là thiếu. Thế nhưng mà trong đời sống, trong văn hóa nó có một nguyên tắc như thế này: cái gì bất cập thì cũng không tốt, mà cái gì thái quá thì cũng không tốt. Khi mà chúng ta thiếu chất quá thì chúng ta không đủ sức để làm việc, nhưng mà khi chúng ta thừa chất quá thì cũng là làm hại cho cơ thể. Và phương Tây chính là như vậy. Phương Tây thì bởi vì cái khí hậu của họ là khí hậu lạnh, cho nên họ phải ăn tăng cường những cái chất thịt, bơ, sữa, chất béo để mà có sức để chống rét. Thế nhưng mà phương Tây thì có khuynh hướng là ăn thịt thái quá, và vì vậy xuất hiện rất nhiều những căn bệnh như là bệnh tim mạch, rồi là bệnh ung thư, rồi là rất nhiều những bệnh khác. Và ở Việt Nam trong cái thời gian gần đây, khi mà đời sống của chúng ta khá lên sau đổi mới, thì cái bữa ăn nó cũng khá lên rất nhiều, và các loại bệnh cũng xuất hiện. Cho nên rằng bây giờ chính là lúc chúng ta đang cần phải trở lại với ăn chay. Dạ vâng, rất cảm ơn sự hiện diện và có mặt của giáo sư ngày hôm nay trong một buổi trò chuyện vô cùng thú vị ngày hôm nay. Xin kính chúc giáo sư có thật là nhiều sức khỏe để có thể là nghiên cứu thêm về kho tàng ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng của Việt Nam. Xin cảm ơn giáo sư. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.
Chương trình trò chuyện cuối tuần do Ban chuyên đề Đài Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Phần dự thi của Quang Minh và Quỳnh Giang đến đây xin được kết thúc. Xin kính chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và đến với phần dự thi của hai thí sinh, bạn Trịnh Nghiêm Minh số báo danh 03 và bạn Trần Thị Ngọc Thủy số báo danh 07. Xin mời hai bạn cùng theo dõi đề tài của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, anh em chúng ta sẽ cùng nói đến vấn đề về môi trường thiên nhiên, các loài động vật hoang dã. Đây là một điều rất quan trọng đối với môi trường sống của loài người. Trước tiên, Thanh Phong xin mời các bạn hãy xem những đoạn trích rất hấp dẫn về thiên nhiên. Những chương trình như Thế giới muôn loài, Thế giới đó đây sẽ giúp cho các bạn càng yêu quý và hiểu hơn được tầm quan trọng của thiên nhiên đối với trái đất và con người. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Đề tài dành cho hai thí sinh Nghiêm Minh và Ngọc Thủy là chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em, một chương trình được rất nhiều bạn nhỏ cũng như là các bậc phụ huynh yêu thích. Mời hai bạn. Kính thưa ban giám khảo, quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, Nghiêm Minh cũng như rất nhiều các thí sinh tham gia cuộc thi ngày hôm nay rất mong đón nhận được tình cảm từ phía tất cả quý vị, các anh chị và các bạn, đặc biệt tình cảm từ phía ban giám khảo. Một lần nữa, Nghiêm Minh rất mong một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để phần thi của Nghiêm Minh và Ngọc Thủy sẽ bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Ngọc Thủy xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng bán kết của cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Thủy đang đứng trước mặt quý vị tại vòng bán kết của cuộc thi. Đó là một điều rất là may mắn. Và Ngọc Thủy xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người đã tạo cơ hội cho Ngọc Thủy có cơ hội được thể hiện. Và hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn, và đặc biệt là ban giám khảo, sẽ luôn luôn ủng hộ cho Thủy và tiếp thêm cho Thủy thật nhiều sự tự tin. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng xem và ủng hộ cho phần thi của Ngọc Thủy và Nghiêm Minh. Anh Nghiêm Minh và chị Ngọc Thủy mến chào tất cả các em đang cùng đến với chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em, được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần. Các em ơi, các em à, tại sao lúc nào anh Nghiêm Minh cũng chọc ghẹo Ngọc Thủy hết vậy ta? Anh Nghiêm Minh đâu có chọc ghẹo gì Ngọc Thủy đâu. Tự vì Ngọc Thủy biết không, Ngọc Thủy kêu cái em ơi, cái em à, ở phía ngoài màn hình cái em nói thì anh Nghiêm Minh sợ em không nghe thì anh Nghiêm Minh nói vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là Ngọc Thủy đã nghe rất gần. Các em nè, một điều rồi nha. Các em ơi, cho chị Ngọc Thủy hỏi chút xíu nha. Mùa hè vừa qua thì các em đã đi đâu với bạn bè nè, với ba mẹ của mình, và các em có tham gia các hoạt động được các nhà văn hóa thiếu nhi tổ chức hay không? Có, đúng không nè. Và chị Ngọc Thủy biết là đã có rất nhiều các bạn nhỏ tham gia các hoạt động trong các câu lạc bộ nè, như là các hoạt động về múa nè, đàn nè, hát và... tập võ nữa đó. Đúng rồi, tập võ nữa dành cho các bạn nam rất là hiếu động và rất là thú vị, phải không các em? Các em ơi, anh Nghiêm Minh có một điều rất là thú vị muốn bật mí với tất cả các em và cả Ngọc Thủy nữa. Ngọc Thủy có muốn nghe điều này không? Không. Sao vậy? Ví dụ ơi, có chứ, anh nói đi nè. Lần nào chị Ngọc Thủy của chúng ta cũng như vậy, mỗi lần có những gì bí mật thì Ngọc Thủy cứ đi theo anh Minh ơi, nói đi. Và bây giờ chắc chắn muốn nói, muốn nghe không? Nghe. Anh Nghiêm Minh xin được bật mí, đó chính là hiện nay tại các khu vui chơi giải trí dành cho các em thiếu nhi thì các hoạt động, các trò chơi dân gian như là nu na nu nóng nè,
rồi kéo co, rồng rắn lên mây. Đúng rồi, rất là nhiều các trò chơi dân gian dành cho các em. Và những trò chơi đó giúp cho các em rèn luyện được sức khỏe nè, rồi giúp cho các em nhanh nhạy hơn. Và cả những kỹ năng sống rất là thiết thực. Đúng rồi, nữa. Rất là nhiều kỹ năng và bổ ích cho các em vô cùng. Vâng, rất là bổ ích. Và bên cạnh đó thì các em biết không, các anh chị thuộc các đơn vị nè, các nhà văn hóa thiếu nhi cũng đã liên tục tổ chức các sân chơi lưu động dành cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa. Và đã được các em thiếu nhi hưởng ứng và tham gia rất là nhiệt tình. Ngọc Thủy ơi, khi mà anh Minh nghe đến những cái sân chơi rồi những chương trình dành cho thiếu nhi, thì thời gian gần đây có một chàng trai gắn liền với những hoạt động đó. Và bây giờ anh Nghiêm Minh xin được mời tất cả các bé hãy cùng đến và gặp gỡ với... Khoan, anh Nghiêm Minh ơi. Sao vậy Ngọc Thủy? Trước khi mà anh Nghiêm Minh giới thiệu nhân vật ấy đến với các em thiếu nhi, thì Ngọc Thủy đề nghị rằng chúng ta hãy cùng dành tặng cho các em thiếu nhi một phần quà để xem như đó là phần thưởng động viên cho các em trước khi mà các em bước vào năm học mới. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà của Ngọc Thủy. Mà món đó quà đó là gì một ạ? Và ca khúc đó được mang tên Khúc Hát Đồng Dao. Các bé thân mến, chúng ta vừa đến với phần biểu diễn ca múa rất là dễ thương của các bạn thiếu nhi đến từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với ca khúc Khúc Hát Đồng Dao. Còn bây giờ thì anh Nghiêm Minh có thể giới thiệu vị khách mời đó đến với các em thiếu nhi rồi đó. Lần này chắc chắn không? Chắc chắn mà. Nếu như Ngọc Thủy muốn và các em cũng muốn nữa, thì các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình và chào đón một anh chàng vừa là diễn viên nè, vừa lại là một MC rất là dễ thương. Các bé có muốn gặp anh chàng đó không? Các bé nói lớn lên có muốn không ạ? Vậy bây giờ chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón diễn viên MC Hoa Hiếp. Lời đầu tiên cho Hoa Hiệp xin gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người Dẫn Chương Trình Truyền Hình năm 2008. Anh Hoa Hiệp ơi, chương trình Ngày Chủ Nhật của em là một chương trình anh rất là quen thuộc đúng không? Cũng như các bé rất là quen thuộc với anh trong vai trò một người dẫn chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay cũng trong chương trình Ngày Chủ Nhật của em, anh Hoài của chúng ta lại đến với một cái vai trò mới nè. Đó là một vị khách mời rất là dễ thương. Không biết là cảm giác giờ này của anh Hoài như thế nào? Hồi hộp lắm chứ. Tại vì hồi trước giờ là dẫn chương trình Ngày Chủ Nhật của em toàn là đứng giao lưu với khách mời không à. Hôm nay mình lại bị trức vấn lại, cho nên rất là hồi hộp, không biết là lát ra nói cái gì nữa. Hồi hộp, nhưng mà chắc chắn là có Ngọc Thủy và Nghiêm Minh kế bên thì anh sẽ hết hồi hộp đúng không nè. Và anh Hòa Hiệp thân mến, anh đã gắn liền với rất nhiều các chương trình, các vở kịch dành cho các em thiếu nhi. Vậy thì cho Ngọc Thủy hỏi một điều rằng, động cơ nào thúc đẩy anh gắn liền với các hoạt động của các em thiếu nhi như thế? Đó chính là niềm đam mê và yêu thương thiếu nhi. Chắc là do Hòa Hiệp có duyên với tất cả các em thiếu nhi hay sao đó. Tại vì lúc nhỏ đó là Hòa Hiệp hay chơi trò là giống như là mà tổ chức mà biểu diễn ca hát múa, rồi mời tất cả các bạn hàng xóm tới chơi, mua vé vô bằng cách là hái lá cây để làm vé vô. Giống bồn show quá à. Đúng rồi. Khi mà vô á, vô là phải coi anh Hòa Hiệp hát hoặc là anh Hòa Hiệp diễn thì phải vỗ tay, nếu không thì lát hiểu cũng cho kẹo. Là không diễn luôn á đúng không? Không diễn luôn. Cho nên lúc đó là Hòa Hiệp gắn liền với tất cả các em thiếu nhi. Thì khi mà Hòa Hiệp học vô trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, thì Hòa Hiệp được cái cơ may là tham gia dẫn chương trình Ngày Chủ Nhật của em. Sau đó thì tiếp đói thì là Hòa Hiệp dẫn Vườn Âm Nhạc, rồi đến Vui Cùng Hugo. Và gây ấn tượng cho tất cả các em thiếu nhi đó chính là chương trình Vui Cùng Hugo. Đúng rồi, người ta vẫn thường hay gọi anh Hòa Hiệp là anh Hiệp Hugo. Những chương trình mà anh Hòa Hiệp dẫn là đa số chương trình con nít, cần sự hồn nhiên nhí nhảnh đúng không? Nhưng mà anh Hòa Hiệp ơi, thời gian gần đây thì mình thấy là anh Hòa Hiệp xuất hiện với trong các bộ phim với những cái vai diễn hơi cá tính nè, hơi quậy chút xíu, mà con nít á thì thường rất là trong sáng và hay bắt chước. Anh có sợ những em bé đó bắt chước những cái hình ảnh của anh không? Thật sự thì khi mà Hòa Hiệp nhận một cái vai diễn á mà có tính mà cá tính hoặc là quậy phá thì Hòa Hiệp rất là lo. Bởi vì từ trước giờ là Hòa Hiệp đã mang hình ảnh đến cho tất cả các em thiếu nhi là hình ảnh trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên. Vừa rồi thì Hòa Hiệp đã gây ấn tượng cho tất cả các em thiếu nhi cũng như tất cả người lớn là vai Lý trong Một Ngày Không Các Em. Vai dây quậy lắm, đến nỗi mà các bậc phụ huynh nói là trời ơi Hiệp ơi, sao mà em lại nhận một cái vai như vậy? Bây giờ con chị ở nhà nó 2-3 tuổi mà nó không ghét cái vai đó mà nó rất là thích. Nó chết rồi chị ơi, cái gì nào nó mầm móng, nó quậy quá vậy không?
Thật sự thì anh Hiệp cũng muốn nhắn gửi đến tất cả các em, đó chỉ là một vai diễn. Bởi vì anh Hiệp là một diễn viên thì anh Hòa Hiệp rất là muốn hóa thân vào tất cả các vai diễn, giống hạn như là hoàng tử nè, rồi thợ săn, hoặc là vai thiện đến vai ác. Cho nên các em đừng nhìn trên cái vai diễn của anh Hiệp mà bắt chước theo anh Hiệp. Các em phải xem và nhận xét là cái nào xấu, cái nào tốt. Cái nào xấu thì các em hãy bỏ đi, và cái nào tốt thì các em hãy bắt chước. Đừng bắt chước những cái thói thứ hư và những cái quậy của anh Hiệp nha. Cái đó chỉ là điển hình một nhân vật quậy để cho các em rút kinh nghiệm trong cuộc sống thôi. Vâng, và thật sự là anh Hòa Hiệp ngoài đời rất là gần gũi và dễ thương, phải không các em? Và anh Hòa Hiệp ơi, cho Ngọc Thủy hỏi anh Hòa Hiệp một câu. Và cái này cần sự dũng cảm rất là nhiều nha. Cái gì mà ghê. Bí mật quá. Nếu như bây giờ Ngọc Thủy đề nghị anh Hòa Hiệp, anh Nghiêm Minh cùng với Ngọc Thủy chung tay kêu gọi những cơ quan chức năng có thẩm quyền của, và chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng nên một sân chơi dành cho các em thiếu nhi ở nông thôn, và sân chơi đó phải phù hợp với tâm lý cũng như là điều kiện kinh tế của tất cả các em, anh Hòa Hiệp có đồng ý không? Cái đó thì anh Hiệp sẵn sàng rồi. Bởi vì thật sự cái chùi, vợ chồng anh phải sống trong một căn nhà dột nát cùng với 6 người con và một người mẹ già. Về phía anh Tý thì quý vị cũng đã biết rồi đó. Anh Tý là bị liệt nằm trên giường suốt ngày và mọi gánh nặng đều đặt trên vai của chị Lan. Và một hoàn cảnh mà nghe qua thì chúng ta đều phải chạnh lòng, phải không quý vị? Nhưng mà Ngọc Nhờ tin chắc là ngày hôm nay là ngày vui lớn nhất của vợ chồng anh Tý và chị Loan. Bởi vì hôm nay là ngày mà vợ chồng anh sẽ nhận được quyết định chính thức của nhà tài trợ trao cho căn nhà mơ ước. Và nhắc đến đây thì không chỉ riêng Ngọc Nhờ mà quý vị khán giả chắc cũng đang rất là hồi hộp, không biết là cái căn nhà ấy sẽ như thế nào đây. Bây giờ thì Ngọc Nhờ xin mời quý vị cùng theo chân Ngọc Nhờ vào bên trong ngôi nhà xem thì như thế nào nhé. Wow, căn nhà rất là rộng và thoáng. Quý vị chắc còn nhớ là lần đầu tiên khi mà chúng tôi mời quý vị đến xem căn nhà thì căn nhà này có một cái mái hiên rất là thấp, và mỗi lần mà chúng tôi bước vào thì phải khom người mới có thể bước qua được. Còn bây giờ thì rất rộng và thoáng như thế này. Và căn nhà như thế này thì chắc chắn không thể nào mà chúng ta tưởng tượng được, trước đây nó từng là một ngôi nhà rất là siêu vẹo và lập sập, phải không ạ? Và bản thân Ngọc Nhờ mà quý vị còn thấy vui như vậy thì chắc chắn là chủ nhân của ngôi nhà còn vui nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cảm xúc của chủ nhân ngôi nhà nhé. Vâng, xin chào chị Lan, xin chào anh Tý ạ. Chị Lan này, bây giờ mình đã có một ngôi nhà mới rồi, không còn phải lo cái cảnh là trời mưa xuống thì bị dột nữa. Cảm xúc của chị bây giờ như thế nào nè? Vâng, và quý vị có thể nhận ra niềm hạnh phúc không thể che giấu được cùng với những giọt nước mắt và giọng nói nghẹn ngào của chị Lan rồi, phải không ạ? Còn anh Tý, anh có cảm xúc như thế nào nè? Vâng, xin cảm ơn anh. Có nghĩa là anh không còn phải lo cái cảnh là mỗi khi mà trời mưa tới thì chị Loan phải đem rất là nhiều thao chậu ra để sẵn trên nền nhà rồi, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh và chúc mừng anh. Kính thưa quý vị, như vậy là ước mơ có được ngôi nhà của vợ chồng anh Tý và chị Loan đã trở thành hiện thực. Và để cho ước mơ ấy trở thành hiện thực thì chúng tôi cũng không quên cảm ơn chính quyền địa phương cũng như là những mạnh thường quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình rất là ý nghĩa này. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Ban Khoa giáo Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion với sự tài trợ của công ty thép Bomina đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn. Và phần thi của Ngọc Nhờ đến đây là kết thúc. Xin được nhường sân khấu lại cho phần thi của Phước Hưng. Xin kính chào quý vị. Phước Hưng là có thể được nói là một trong những thí sinh ít ỏi của miền Trung đến được vòng bán kết của cuộc thi ngày hôm nay. Và xin được tự giới thiệu, tôi là Hà Phước Hưng, mang số danh 16. Và đến được chương trình này thì Hưng cảm thấy rất là vui và rất hạnh phúc. Và hy vọng rằng qua cuộc thi này, Hưng có thể thể hiện được khả năng của mình và thử thách khả năng của mình, cũng như sẽ mở đầu một bước đường nghệ thuật của Hưng sau này. Và bây giờ Hưng xin được thể hiện phần dự thi của mình. Xin kính chào quý vị, Phước Hưng rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước tuần này. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của chúng ta đã bước lên một tuổi, và bây giờ chúng ta đang bước vào năm thứ hai của chương trình. Thưa quý vị, 2 năm là một khoảng thời gian không dài cho một chương trình thực tế. Nhưng 2 năm đó, chương trình của chúng ta đã đem lại rất nhiều niềm vui cho nhiều người nghèo. Và không những đem lại niềm vui cho nhiều người, mà chương trình của chúng ta
còn đưa được người xem đến những miền quê nghèo xa xôi để họ thấy được rằng trong cuộc sống ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều những cảnh sống cơ cực và nghèo khổ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều những chương trình game show trên truyền hình ngày hôm nay thì những người chơi có thể dễ dàng nhận được rất nhiều những phần thưởng có giá trị từ vài ba chục đến vài chục triệu đem về. Nhưng với chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước này thì hình ảnh những bà mẹ khóc bên ngôi nhà mới chỉ giá từ 20 đến 25 triệu đồng. Và những ngôi nhà chỉ có thể che nắng che mưa này thôi, nhưng đối với họ, họ cảm thấy như mình vừa được đổi đời. Thưa quý vị và các bạn, và qua chương trình này thì chúng ta có thể cảm nhận được niềm xót xa bên những niềm vui khôn xiết của những người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, và ngày hôm nay đây, chúng ta sẽ cùng đến với một trường hợp như thế. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với gia đình của bà Nguyễn Thị Mãn. Căn nhà chính của bà đã bị gió lốc cuốn trôi và người chồng thì đang nằm bệnh viện vì bệnh nặng, người con đầu thì bị liệt từ nhỏ và tất cả những gánh lo âu của cuộc sống đều đè nặng trên đôi vai của người con út với đồng lương 3 cọc 3 đồng ít ỏi. Căn nhà hiện tại của bà Mãn và gia đình đang sống, nói là nhà vậy thôi nhưng thực ra chỉ là một căn chòi không có mái và được lợp tạm bợ với những miếng ni lông. Và nền nhà thì như một vũng lầy đầy nước và bùn khi trời mưa đến. Và khi chúng tôi đến với ngôi nhà này thì chúng tôi cảm thấy rất là buồn và cảm thấy như lạnh thấu xương khi bên ngoài trời đang mưa rất to và gió thốc thổi vào. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng lên sân khấu để xem lại video clip quay về ngôi nhà cũ của gia đình bà Nguyễn Thị Mãn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và ngày hôm nay đây, Phước Hưng đang đứng trước một ngôi nhà rất khang trang và mát mẻ. Và chương trình của chúng ta sẽ trao cho gia đình bà Mãn trong một vài phút nữa đây. Và có thể nói là ngày hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc cho gia đình bà Mãn vì bà sẽ được nhận một ngôi nhà rất khang trang và mát mẻ. Và chúng ta có thể nhận thấy được một niềm hân hoan trên gương mặt của gia đình bà qua giọng nói nghẹn ngào đến xúc động. Thưa quý vị, và để thực hiện được những ước mơ như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào không nhắc đến lòng hảo tâm của các mạnh thường quân cũng như chính quyền địa phương đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình, thực hiện một nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chương trình dự thi của Phước Hưng đến đây là hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi phỏng vấn khách mời. Xin mời Ngọc Nhờ. Ngọc Nhờ và Phước Hưng rất vui được gặp lại quý vị trong phần thi thứ hai của mình. Kính thưa quý vị, dù trong bất kỳ cứ thời đại nào, dù trong thời truyền thống hay hiện đại, thì gia đình luôn được xem là mái ấm để quay về. Và để giữ gìn được một mái ấm thì quả là một điều không đơn giản, nhất là trong thời buổi ngày hôm nay, khi mà nhịp sống dường như rất là vội vã và chúng ta dường như là phải chạy đua với thời gian. Và Hưng à, khi mà nói đến những công việc bận rộn hàng ngày thì Ngọc Nhờ chợt nghĩ đến những người nghệ sĩ. Không biết là những người nghệ sĩ thì người ta sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để có được một hạnh phúc gia đình. Và trong khi là công việc thì rất là bận rộn, lịch quay thì dày đặc nè, rồi hơn dường như là họ phải bận rộn suốt ngày. Vâng, và ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ được giao lưu với một người nghệ sĩ. Và theo Hương được biết thì năm nay sẽ là một năm với rất nhiều con số tròn đối với người nghệ sĩ này. Hương đó chính là 60 năm tuổi đời và đã có 50 năm tuổi nghề và 40 năm hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ cùng được giao lưu với nghệ sĩ để chúng ta sẽ học hỏi những bí quyết để gìn giữ gia đình êm ấm. Và chúng ta sẽ cùng được giao lưu với nghệ sĩ Bảo Quốc. Xin mời nghệ sĩ ạ. Dạ, Bảo Quốc xin trân trọng kính chào ban giám khảo, các cô chú, các anh chị và các bạn đang xem chương trình Người Dẫn Chuyện Chương Trình. Xin kính chào, kính mến. Dạ, xin cảm ơn chú. Xin chào chú Bảo Quốc. Ngọc Nhờ và Phước Hưng rất vui được và cũng như là rất là vinh dự được có được một buổi trò chuyện với chú ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mỗi lần mà Ngọc Nhờ được dịp trò chuyện với chú Bảo Quốc thì cảm thấy rất là gần gũi và thân mật, bởi vì chú Bảo Quốc có một cái nụ cười rất là hiền, một giọng nói rất là ấm áp. Và lần này là may mắn cho Ngọc Nhờ và Phước Hưng lại được trò chuyện với một cái chủ đề cũng khá ấm áp, đó là hạnh phúc ấm êm bên gia đình. Và thưa chú, khi nói đến hạnh phúc thì có rất là nhiều những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Và khi nói về gia đình cũng như là
mái ấm gia đình đó, thì người ta sẽ có nhiều cách để giữ gìn mái ấm của mình. Không biết là chú Bảo Quốc, chú quan điểm như thế nào về gia đình và chú xem gia đình có một ý nghĩa như thế nào ạ? Theo Bảo Quốc thì để gìn giữ cái hạnh phúc gia đình mình thì không phải là một chiều mà là phải hai chiều. Cả hai vợ chồng đều cùng nhau để mà giữ gìn cái hạnh phúc đó. Bởi vì nếu một người vợ đàng hoàng, rồi một người vợ chung thủy, một người vợ giỏi giang, mà có một người chồng là ăn chơi rồi trác tán rồi không nhớ gì tới gia đình mà cứ đi như thế, thì muốn giữ gìn một cái hạnh phúc gia đình cũng rất là khó. Thì mình phải ngược lại thì cũng thế. Thì Bảo Quốc nghĩ là mình có một người vợ đảm đang, một người vợ là đôn hậu, giỏi giang, lo lắng cho gia đình, thì đó là hạnh phúc trong tầm tay. Thì mình phải cố gìn giữ nó và giữ nó cho đến bây giờ gia đình của Bảo Quốc mới được 40 năm. Vâng thưa quý vị, 40 năm quả là một con số rất là dài trong một khoảng thời gian cho cuộc sống gia đình phải không quý vị? Thưa chú, nãy giờ thì chú cũng đã nói là bất cứ một cái gì khi chúng ta muốn gìn giữ thì cũng phải xuất phát từ hai phía. Và nhất là trong cuộc sống gia đình thì bất cứ người chồng hay người vợ nào cũng đều phải có được cái thể hiện là chia sẻ với người thân của mình trong gia đình. Thì một người nghệ sĩ chú đi rất là nhiều, phải đi lưu diễn nè, đi quay nữa, thì chú sẽ sắp xếp như thế nào và chia sẻ như thế nào với gia đình của mình ạ? Tất nhiên thì nghệ sĩ thì rất là nhiều công việc, nhưng mà cũng phải biết tận dụng những cái thời gian mà rỗi rảnh nhất để về với gia đình. Chẳng hạn như là mình đi quay phim thì nó nếu mà ở xa quá thì cái giờ nghỉ trưa mình không về ăn cơm với vợ được thì mình mới là chịu thua. Còn nếu mình đi quay mà gần gần thì có thời gian nghỉ giữa chừng đó thì họ sẽ nghỉ được 1-2 tiếng đồng hồ, thì dù cho ở đâu mình cũng phải ráng về để mà ăn cơm với vợ, để giữ một cái bữa cơm gia đình rất là quý. Thì hồi nhỏ thì mình đi đâu đã đời, còn về với mẹ, lớn rồi về với vợ. Vâng thưa quý vị, hồi nhỏ thì về với mẹ, lớn thì về với vợ. Và đã có khi nào là chú Bảo Quốc là thể hiện tài năng nấu nướng của mình cho gia đình để giúp vợ được không ạ? Thì cũng có. Đôi vai của người con út với đồng lương 3 cọc 3 đồng ít ỏi. Căn nhà hiện tại của bà Mãn và gia đình đang sống, nói là nhà vậy thôi, nhưng thực ra chỉ là một căn chòi không có mái và được lợp tạm bợ với những miếng ni lông. Và nền nhà thì như một vũng lầy đầy nước và bùn khi trời mưa đến. Và khi chúng tôi đến với ngôi nhà này thì chúng tôi cảm thấy rất là buồn và cảm thấy như lạnh thấu xương khi bên ngoài trời đang mưa rất to và gió thốc thổi vào. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng lên sân khấu để xem lại video clip quay về ngôi nhà cũ của gia đình bà Nguyễn Thị Mãn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và ngày hôm nay đây, Phước Hưng đang đứng trước một ngôi nhà rất khang trang và mát mẻ. Và chương trình của chúng ta sẽ trao cho gia đình bà Mãn trong một vài phút nữa đây. Và có thể nói là ngày hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc cho gia đình bà Mãn, vì bà sẽ được nhận một ngôi nhà rất khang trang và mát mẻ. Và chúng ta có thể nhận thấy được một niềm hân hoan trên gương mặt của gia đình bà qua giọng nói ngẹn ngào đến xúc động. Thưa quý vị, và để thực hiện được những ước mơ như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào không nhắc đến lòng hảo tâm của các mạnh thường quân cũng như chính quyền địa phương đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình, thực hiện một nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn này. Và tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn đến nhà tài trợ Pomina đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là chương trình dự thi của Phước Hưng đến đây là hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục với phần thi tiếp theo của hai thí sinh Đặng Thị Hoài Trinh số báo danh 19 và Phạm Ngọc Triều số báo danh 24. Xin mời hai bạn ra sân khấu. Mời hai bạn hướng về màn hình để theo dõi đề tài dành cho mình. Nguyên Vũ và Thanh Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng ca học đường năm 2008.
Chương trình được phát sóng trên kênh HTV9 và đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Cáp Tiên Sa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hòa trong màu nắng ấm của mùa thu tháng 8, chúng ta cùng cảm nhận được không khí náo nức, tưng bừng đang diễn ra khắp mọi nơi trên đất nước. Cuộc thi tiếng ca học đường 2008 chắc chắn là sẽ là kỷ niệm khó phai trong lòng của tất cả các thí sinh. Niềm vui, niềm hăng say vẫn tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười, giọng hát khi chúng ta cùng cất cao tiếng hát để cùng bay tới những ước mơ cao đẹp. Hãy bay lên, bay thật cao nhé các bạn. Đất nước đang trông chờ bàn tay của thế hệ trẻ chúng ta. Và mai sau, dù có tung cánh nơi nào, hãy mãi nhớ về sân chơi tiếng ca học đường như một kỷ niệm đẹp của những tháng năm học trò, nơi đã góp phần chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa hơn nữa. Nào, chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí lễ hội của tuổi học trò trong đêm nay để cùng bay lên những ước mơ. Đề tài dành cho hai thí sinh Hoài Trinh và Ngọc Triều là chương trình Tiếng ca học đường, một cuộc thi âm nhạc thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh phổ thông trung học. Và chương trình vừa kết thúc cách đây chưa lâu. Còn bây giờ xin mời hai bạn bắt đầu phần thi của mình. Và trước khi bắt đầu cuộc thi của mình, cho phép Ngọc Triều và Hoài Trinh xin được tự giới thiệu. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Triều xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý đại biểu, quý ban giám khảo cũng như toàn thể quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Có lẽ Ngọc Triều là thí sinh may mắn nhất và cũng là thí sinh đến muộn nhất với vòng thi bán kết người dẫn chương trình truyền hình của đài thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với phương châm sống, nếu cuộc sống đá cho bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước. Hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho tôi, Phạm Ngọc Triều, số báo danh 24. Xin được trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Đặng Thị Hoài Trinh, số báo danh 19. Đến với cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008 do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Hoài Trinh chỉ mong ước mình có thể trở thành một cánh én nhỏ, gắn kết mọi trái tim yêu thương và đồng hành cùng Hoài Trinh trong từng bước đi của mình. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, cho phép Ngọc Triều xin được bắt đầu phần thi của mình. Rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi Tiếng ca học đường 2008 của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Triều xin được gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tiếng ca học đường là một cuộc thi hết sức thú vị và bổ ích cho các bạn trẻ đam mê ca hát. Tuy mới được tổ chức 2 năm thôi, nhưng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn từ khắp mọi miền trong cả nước. Có thể nói, với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam như hiện nay, tham gia Tiếng ca học đường là một cuộc hành trang cho các bạn trong con đường ca hát chuyên nghiệp sau này. Thưa quý vị, trong suốt hơn một tháng đồng hành với các bạn thí sinh, và đặc biệt là sau 2 đêm chung kết vừa qua, chúng tôi đã có những phút giây thật chạnh lòng để chia sẻ với những giọt nước mắt cho các bạn thí sinh phải tạm dừng cuộc chơi. Và chúng tôi cũng đã hòa vào không khí thật sôi nổi với các bạn thí sinh tiếp tục bước vào vòng trong để tranh tài. Và có lẽ đêm hôm nay, và Ngọc Triều chắc chắn rằng đêm hôm nay cũng là một đêm chung kết xếp hạng đầy cung bậc cảm xúc ấy. Vượt qua hơn 800 thí sinh từ khắp mọi miền trong cả nước, Tiếng ca học đường ngày hôm nay còn lại 4 thí sinh xuất sắc nhất. Ai sẽ là người đăng quang trong đêm hôm nay? Câu trả lời còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tự tin, bản lĩnh sân khấu của các bạn. Và ngay bây giờ, hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy đồng hành và chia sẻ với 4 thí sinh bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và bây giờ, không để các bạn phải chờ đợi lâu, chúng ta cùng đến với thí sinh đầu tiên. Thí sinh mang số báo danh 15, Đinh Mạnh Ninh với ca khúc Về Ăn Cơm. Thưa quý vị, phần thi của Ngọc Trinh đến đây là kết thúc. Và bây giờ là phần thi của thí sinh Hoài Trinh. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2008. Hoài Trinh xin được gửi đến quý vị và các bạn đang có mặt tại nhà hát truyền hình Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, cũng như quý khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc thi Tiếng ca học đường do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Cáp Tiên Sa thực hiện, được tổ chức mỗi năm một lần.
Dù chỉ mới xuất hiện trong 2 năm trở lại đây thôi, nhưng tiếng ca học đường đã trở thành một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho các bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây là dịp để các bạn được trau dồi học hỏi, được nâng cao, phát triển khả năng ca hát cũng như định hướng cho nghề nghiệp tương lai của mình. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 2.000 thí sinh trên khắp cả nước. Bằng những lời ca, tiếng hát, các bạn đã đưa khán giả trở về với những ước mơ tuổi thơ, với những khát khao cháy bỏng của lứa tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Và sau hơn một tháng tranh tài với nhiều vòng thi khác nhau, bây giờ chỉ còn lại 4 thí sinh xuất sắc nhất giành được cho mình chiếc vé để tham dự đêm thi chung kết xếp hạng hôm nay. Thưa quý vị, cuộc thi nào thì sau từng chặng đường, từng giai đoạn cũng sẽ có người đi tiếp và người dừng lại. Thế nhưng, những khoảng thời gian được cùng tập luyện, cùng sinh hoạt và biểu diễn với nhau sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất mà các bạn giữ lại trong ký ức học trò của mình. Chính vì vậy, dù không được tiếp tục tranh tài trong đêm thi chung kết xếp hạng, 8 gương mặt còn lại của vòng thi chung kết vẫn luôn đồng hành cùng những người bạn của mình, tiếp thêm ngọn lửa đam mê, tiếp thêm sự tự tin cho các bạn ấy. Và bài hát Bay lên nòi giống tiên rồng của nhạc sĩ Thanh Tùng mà chúng ta vừa được thưởng thức qua phần trình diễn của 8 gương mặt thí sinh cũng như là lời chúc tốt đẹp nhất mà các bạn gửi đến cho 4 thí sinh còn lại, những người bạn rất thân của mình. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng hòa nhịp với các ca khúc trẻ trung sôi nổi của các thí sinh trong đêm thi hôm nay. Đầu tiên, xin giới thiệu đến quý vị phần dự thi của thí sinh mang mã số bình chọn 05. Bạn sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc do chính bạn tự sáng tác, bài hát mang tên 19 rồi. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón thí sinh Đinh Mạnh Ninh, số báo danh 05. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và tiếp theo phần dự thi của Hoài Trinh và Ngọc Triều, xin mời quý vị cùng dành ít phút để có khoảng thời gian trao đổi với nhạc sĩ, ca sĩ Thế Hiển. Xin chào ca sĩ nhạc sĩ Thế Hiển ạ. Vâng, xin chào Hoài Trinh và Ngọc Triều. Nãy giờ thì trong cuộc thi tiếng ca học đường, Hoài Trinh để ý từ đầu phần thi tới bây giờ, Hoài Trinh thấy là nhạc sĩ Thế Hiển ngồi ở phía bên dưới theo dõi rất là kỹ từng phần thi của từng thí sinh. Không biết là anh thấy không khí của buổi thi hôm nay thế nào ạ? Hôm nay tôi phải nói là rất là sôi nổi, mà đặc biệt là các bạn của các trường, chắc là bạn bè của các thí sinh đến cổ vũ rất là đông. Vâng. Chính cái tiếng vỗ tay của các bạn lại tăng thêm sự tự tin cho các bạn thí sinh ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các cô động viên của các mái trường đã đến đây. Thưa nhạc sĩ, Ngọc Kiều rất đồng cảm với nhạc sĩ với câu nói tuổi trẻ ngày nay và tuổi trẻ ngày trước không có gì khác nhau cả, đều là những con người trẻ năng động, tự tin, yêu nghệ thuật và luôn tìm tòi cái mới trong nghệ thuật. Vậy thì thưa nhạc sĩ, tuy nhiên còn bên cạnh những ca khúc mang đậm tính nghệ thuật, giàu về cảm xúc và giàu về ý nghĩa, thì lại xuất hiện những ca khúc mang đậm tính chất thị trường với những lời lẽ thật dễ dãi và sáo rỗng, làm ảnh hưởng không ít đến lối sống của các bạn thanh niên ngày nay. Theo nhạc sĩ cảm nhận như thế nào về vấn đề này? Tôi nghĩ rằng âm nhạc thị trường hay âm nhạc nghệ thuật thì luôn luôn cũng vẫn có mà. Nhưng mà riêng đối với những cái cuộc thi này đó, thì tôi thấy rõ ràng là cuộc thi năm nay đó, các bạn là đã có ý thức hơn. Hơn những năm trước là các bạn ấy đã chọn những ca khúc về tuổi của mình, lứa tuổi của mình, đó là tuổi sinh viên, học sinh. Và các bạn đã chọn những ca khúc, có một bạn mà thí sinh hát ca khúc Thầy Tôi đó, của thầy giáo Ngoại Thành đó, của nhạc sĩ Lê Văn Lộc. Tôi đã ngồi dưới rất xúc động và dường như tính thí sinh ấy đã đưa cho tôi trở lại những hình ảnh ngày xưa khi tôi nhớ về những người thầy dạy dỗ tôi khi tôi còn là tuổi học trò. Và đặc biệt là tôi nhìn thấy chương trình là trong chương trình hôm nay là tôi thấy rõ ràng là nghệ sĩ đạo diễn Việt Cường là cho điểm cao nhất. Vâng, luôn luôn là người cho điểm cao nhất ở trong chương trình hôm nay. Vâng, rất là một cái không khí rất là sôi nổi. Và tôi nghĩ rằng là các bạn thí sinh hàng năm nên chọn những ca khúc mang tính chất nghệ thuật. Chất làm sao mà để khoe được giọng mình, làm sao hát để mà từ trái tim mình đến với trái tim mọi người. Các bạn phải chọn ca khúc cho thật chuẩn, thật tốt. Hoài nghĩ rằng ý kiến đó của nhạc sĩ Thế Hiển rất là đúng và phù hợp với các bạn thí sinh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Thế Hiển. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với hai thí sinh Đường Thị Tuyết Vinh, số báo danh 21 và thí sinh Hoàng Ngọc Linh, số báo danh 13. Mời hai bạn ra sân khấu. Thank you.
Mời Tuyết Vinh và Ngọc Linh hướng về màn hình. Nguyễn Quang Diêu là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước. Tạp chí Văn nghệ sáng nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý khán giả trong Tạp chí Văn nghệ phát sóng vào sáng Chủ nhật 17 tháng 8 2008 trên kênh 7 HTV với những tiết mục như mỗi tuần một nhân vật, họa sĩ Kiem, nét đẹp Sài Gòn, bộ sưu tập Bình Mực, nghệ thuật và cuộc sống, cầu thang, kính đa trồng, chạy trời không khỏi nắng, trò chơi truyền hình đi tìm ẩn số. Mời quý khán giả đón xem. Thân ái chào tạm biệt. Đề tài của hai bạn là chương trình tạp chí văn nghệ của hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh TFS. Và ngay sau đây xin mời hai bạn bắt đầu với phần thi của mình. Trước hết, Tuyết Vinh xin được tự giới thiệu về mình. Họ tên đầy đủ của Tuyết Vinh là Đường Thị Tuyết Vinh. Và năm nay tôi 22 tuổi. Tôi đến từ thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Và mong rằng tất cả quý vị và các bạn sẽ nhớ đến tôi, một cô gái với một cái tên khá lạ, Tuyết Vinh, với mã số bình chọn 21. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào ban giám khảo. Tôi là Hoàng Nhật Linh, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Ngoại thương, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, và xin phép quý vị để Nhật Linh và Tuyết Vinh được mở đầu phần thi của mình. Nhật Linh xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị có một buổi sáng Chủ nhật thật thoải mái và thú vị cùng tạp chí Văn nghệ. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá thư của quý vị khán giả gửi đến cho chương trình. Điều này thể hiện sự quan tâm và yêu mến của quý vị khán giả dành cho chương trình. Và đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần lớn lao để chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện chương trình hơn nữa. Kể từ số này thì tạp chí Văn nghệ sẽ có thêm một MC nữa dẫn chung với Nhật Linh. Và đó... Tuyết Vinh rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình tạp chí Văn nghệ. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những hình ảnh của đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008 vừa kết thúc tại thủ đô Hà Nội. Và ngay sau đó sẽ là những thông tin nóng nhất bên lề của cuộc đua trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol năm 2008 đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, còn trong chuyên mục văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chuyện tình New York, một sáng tác của tác giả Hà Kim viết về cuộc sống, công việc và tình yêu của một cô gái trong một năm sống ở New York. Và tác phẩm này cũng đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo cư dân mạng ngay khi được trích đăng từng phần trên blog. Và điều đó cũng thể hiện tầm ảnh hưởng cũng như sức lan tỏa một cách rộng lớn của thông tin qua mạng Internet. Phải không anh Nhật Linh? Vâng, đúng rồi. Thế còn trong chuyên mục phóng sự tiếp theo đó thì chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả nội dung gì vậy hả Tuyết Vinh? Chuyên mục phóng sự ngày hôm nay với chủ đề là Khoảnh khắc Trường Sa sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của một nhiếp ảnh gia đã gắn bó cả cuộc đời của mình với quân đội, nhiếp ảnh gia Trần Quốc Dũng. Kính thưa quý vị, ra đời từ đầu thế kỷ 20 với những bước đi đầu tiên từ âm nhạc tài tử rồi đến ca rao bộ và sau đó là cải lương. Cuộc hành trình với một những thăng trầm của một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam mình, đó là cải lương, đã được khắc họa qua bộ phim tài liệu Cải lương Hành trình nghệ thuật mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến cải lương thì trong chuyên mục mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu với giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là thanh niên với nghệ thuật cải lương. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giáo sư Trần Ngọc Thêm. Kính chào quý vị khán giả. Vâng, lời đầu tiên thì Tuyết Vinh và Nhật Linh xin được cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu văn hóa, giáo sư có thể cho biết là lý do tại sao các bạn trẻ ngày nay lại thờ ơ với nghệ thuật cải lương đến như vậy ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là nó có mấy cái nguyên nhân như này. Thứ nhất, tức là cái tuổi thanh niên là cái tuổi mà sôi nổi, mà cải lương thì nó lại trầm, nó không thích hợp. Cái thứ hai là tuổi trẻ thì bác rộng hướng ngoại, mà cải lương nó là của quân nội, nó hàng nội, cho nên cái đó là cái thứ hai không thích hợp. Nhưng có một lý do thứ ba, đó là các bạn thanh niên chưa hiểu biết nhiều, chưa được biết nhiều về cải lương.
người ta có thể là biết, người ta có thể không đến nhưng mà biết, nhưng mà thực sự thì thanh niên hiện nay thiếu hiểu biết về những cái nghệ thuật truyền thống dân tộc. Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì giáo sư có thể giải thích thêm cho tất cả quý vị khán giả ở đây được biết là cải lương nghĩa là như thế nào không ạ? Cải lương thì ngay cái tên của nó đã thể hiện ngay cái nội dung của nó rồi. Cải lương tức là làm đổi mới, thay đổi. Thế thì như các bạn vừa mới nói thì cải lương ra đời vào những năm đầu thế kỷ, năm 1912. Thì cải lương từ cái đàn ca tài tử đi ra những cái nhà hàng. Và năm 1917 thì bắt đầu đi ra công chúng, và sau đó thì được công chúng ưa thích. Và từ cái đàn ca tài tử nó phát triển lên thành cải lương. Nó là cái tuồng, cái hát bội mà được đổi mới. Cái đổi mới ở đây là chịu ảnh hưởng của phương Tây, cái kịch nói phương Tây. Và như thế có thể nói rằng cải lương là con đẻ của con lai của một cái nghệ thuật sân khấu truyền thống, tuồng chèo cộng với lại cái kịch nói phương Tây. Nó tạo ra một cái sản phẩm mới là cải lương rất đặc sắc, rất độc đáo, cũng giống như rất nhiều những sản phẩm khác của Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Vâng, kính thưa quý vị, và đến đây thì tạp chí văn nghệ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào sáng chủ nhật tuần tới, ngày 31 tháng 8 năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, buổi thi thứ hai vòng bán kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008 ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với phần dự thi của thí sinh Mạc Từ Bá Niên, số báo danh 06, và thí sinh Lưu Hà Trinh, số báo danh 09. Xin mời hai bạn hướng lên màn hình theo dõi đề tài của mình. Hôm nay đó, đúng không nào các em? Vậy thì bây giờ anh Bá Niên cũng nóng lòng lắm rồi, chúng ta đi nha. 1, 2. Ông Mạc khoan đã. Em lại còn chuyện gì vậy Lila? Lila muốn nhắc với các bạn một điều cuối cùng thôi nha, là để bảo đảm an toàn cho hành trình của chúng mình thì mọi người nhớ cúi xuống và cột lại đôi hài 7 dặm đi nào. Wow, đôi hài của Lila dễ thương chưa nè. Giày cũ anh cũng đẹp nè. Nhưng mà nãy giờ Lila làm mất nhiều thời gian của các bạn nhỏ quá ha. Lila sẽ đền cho các bạn bằng một ca khúc hết sức dễ thương. Đó là bài hát Vườn Cổ Tích, sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu cuộc hành trình đi nào. Các em ơi, nhắm mắt lại nào. 1, 2, 3, hồ biên. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ Hà Trinh và Bá Niên xin bắt đầu phần thi giao lưu của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những người nghệ sĩ làm việc trong ngành giải trí, và đặc biệt là những người nghệ sĩ luôn mang lại tiếng cười cho tất cả các em thiếu nhi, chắc chắn một điều là chúng ta sẽ biết đến một nam nghệ sĩ, bởi vì sự xuất hiện của anh luôn mang đến cho tất cả quý vị và các bạn những niềm vui, đặc biệt là tất cả các em thiếu nhi. Hà Trinh này, bạn hãy bật mí một chút về nghệ sĩ này đi nào. Thưa quý vị và các bạn, anh là một diễn viên rất được yêu thích, nhưng đồng thời anh cũng thành công trong vai trò là một người dẫn chương trình, đặc biệt là các chương trình dành cho thiếu nhi. Không biết quý vị và các bạn còn nhớ game show Hugo rất nổi tiếng vào cách đây mấy năm không vậy? Anh Hòa Hiệp của chúng ta chính là MC cho chương trình đó. Chương trình đó ấn tượng đến nỗi mà các em thiếu nhi khi mà đài truyền hình đã hết phát sóng chương trình Hugo rồi, các em vẫn nài nỉ bố mẹ mua bằng được chiếc đĩa CD chương trình đó, xem đi xem lại mới chịu ăn cơm. Dạ, nói đến đây thôi thì Bá Niên cũng nóng lòng lắm rồi. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón diễn viên người dẫn chương trình Hòa Hiệp. Chào anh ạ. Xin chào hai bạn. Đứng ở châu mà nghe hai bạn giới thiệu anh Hiệp thấy hồi hộp quá. Với lại anh Hiệp thấy cũng bình thường mà, tại vì sao ra gặp cái em thiếu nhi mà cứ gọi anh là Hugo mà. Xong cái anh nói không phải, anh Hugo là anh Quách Hồ Ninh, còn anh là anh Hiệp dẫn chương trình Hugo. Vâng, và anh Hiệp thân mến, Bá Niên thấy anh có một nụ cười rất là dễ thương. Mà nụ cười này không chỉ Bá Niên và Hà Trinh đâu, mà còn tất cả các em nhỏ cũng rất ấn tượng với nụ cười ấy. Vậy thì không biết là bí quyết nào để anh có được nụ cười tươi như thế ạ? Thật hả? Nụ cười ấn tượng thật hả? Các bạn thấy thế nào ạ? Một tràng pháo tay thật lớn đi thưa quý vị. Thật sự thì Hòa Hiệp cũng không có bí quyết gì hết. Hòa Hiệp may mắn là tại vì Hòa Hiệp học trong trường cao đẳng sân khấu điện ảnh đó, được thầy đạo diễn...
Đức Hải, mà thầy là một diễn viên hài, cho nên thầy đã truyền lại cho Hòa Hiệp rất là nhiều nụ cười duyên, nụ cười xấu, nụ cười ấn tượng, cho nên Hiệp cũng học hỏi từ thầy rất là nhiều. Mà thầy nói với Hòa Hiệp nếu mà em cười em phải cẩn thận nha, cười là phải răng phải đẹp chứ mà răng xuống cười người ta chạy hết. Như vậy là với nụ cười tươi như thế cùng với nét duyên sân khấu, điều đó có nghĩa là mỗi lần anh xuất hiện trước sân khấu thôi là y như rằng là tất cả các em nhỏ đều cảm thấy rất là vui, rất là háo hức. Vậy thì khi mà anh mang lại niềm vui cho tất cả các em thiếu nhi, anh thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa rất là lớn chứ. Đó là một hạnh phúc mà mình đã đem đến cho tất cả các em thiếu nhi. Bởi vì ông bà ta có câu là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mình đem đến cho tất cả các em thiếu nhi cũng như là bậc phụ huynh một nụ cười giống như là mình đem đến tất cả thuốc bổ để cho những người đó thật là yêu đời, hạnh phúc hơn. Bởi vì Hòa Hiệp thấy là khi mà chúng ta còn nói chuyện với nhau thì nụ cười là sẽ giúp cho chúng ta gần hơn, thân thiện nhau hơn. Có nhiều lúc thầy Hải giận quá trời á, nhưng Hòa Hiệp lại cười cái thầy Hải quề. Cảm ơn cái thang thuốc bổ của anh nha. Và anh Hiệp ơi, cho Hà Trinh hỏi chút xíu là làm cho thiếu nhi cười có khó không anh? Cũng khó mà cũng dễ nữa. Mà đặc biệt là các em thiếu nhi bây giờ, các em rất là thông minh và cũng khó tính lắm đó nha. Rất là khó tính đó. Khó tính là như thế nào ạ? Chẳng hạn như là nếu như mà mình làm không đúng thì các bạn sẽ không cười đâu, và các bạn sẽ phê phán liền luôn đó. Cái đó vô duyên quá. Đó, còn chẳng hạn như là khi mà mình làm vui các bạn cười, cười nó mà lọt ghế luôn á. Hòa Hiệp nhớ một lần là Hòa Hiệp làm chương trình một chương trình thiếu nhi ở trên sân khấu Phú Nhuận đó. Vương là âm nhạc anh? Không, Vườn âm nhạc cũng có, mà trên sân khấu Phú Nhuận cũng vậy. Thì cũng có một lần Hiệp diễn chung với Gia Bảo, chung với Thanh Thúy nọ, diễn một cái tiểu phẩm là hai em bé đó. Rồi sau lát nhìn xuống cái bé kia nó cười mà lọt ghế nào không hay luôn vậy đó. Anh Hiệp ơi, cười thoải mái là một điều quan trọng, nhưng mà càng quan trọng hơn nếu người nghệ sĩ chuyển tải được những giá trị, những thông điệp, những bài học đằng sau những nụ cười đó. Vậy anh nghĩ điều đó có quan trọng khi đối tượng khán giả của mình là thiếu nhi không anh? Anh Hòa Hiệp nghĩ là rất quan trọng, không chỉ là tất cả các em thiếu nhi đâu mà bất cứ một người nào cả, người lớn cũng vậy, người nhỏ cũng vậy. Nụ cười thật là ý nhị mang đến cho tất cả mọi người, điều đó rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà mình đem nụ cười mà thật là vô duyên thì nó rất là kỳ. Sau cái nụ cười đó thì phải là đem đến cho tất cả các em thiếu nhi cũng như tất cả quý vị khán giả là những bài học rút ra từ những nụ cười. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật là chỉ nhìn vào ánh mắt và nụ cười thôi thì chúng ta cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, và được cười thoải mái thì rất là tốt, nhưng mà sẽ hạnh phúc hơn khi mà tất cả chúng ta sẽ mang đến tiếng cười cho tất cả mọi người, phải không Hà Trinh? Hà Trinh chắc chắn rồi, bởi vì các bạn biết không, khi mọi người cười lên thì các bạn đẹp lên đến 300% lần đấy. Tại sao chúng ta lại tiếc một nụ cười nhỉ? Mà hai bạn biết là hồi nãy giờ Hòa Hiệp đứng ở trong, Hòa Hiệp nhìn hai bạn là Hòa Hiệp thích điều gì nữa không? Thích điều gì ạ? Là hai bạn nở nụ cười rất là dễ thương. Cho nên khi mà hy vọng rằng tất cả các bạn khi mà đem đến nụ cười cho tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy cười thật là tươi. Các bạn đồng ý không ạ? Xin được cảm ơn anh, và một người nữa xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia hỗ trợ cho Bá Niên và Hà Trinh. Xin chúc anh luôn thành công và luôn nở nụ cười trong cuộc sống. Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì phần thi của Bá Niên và Hà Trinh sẽ được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin được chúc mừng hai bạn Bá Niên và Hà Trinh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình, và xin được cảm ơn sự hỗ trợ của MC diễn viên Hòa Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây chúng tôi xin mời 24 thí sinh sẽ trở lại sân khấu để chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Thank you.
các bạn thân mến, như vậy là qua hai buổi thi, chúng ta đã được gặp gỡ với 24 thí sinh có mặt ở vòng bán kết của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008. Và ban giám khảo sẽ chọn lựa ra 12 thí sinh tiếp tục cuộc hành trình chinh phục danh hiệu Én vàng Én bạc và những giải thưởng cao nhất của cuộc thi. 12 thí sinh sẽ cùng tiếp tục có mặt ở vòng chung kết của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008. Và thưa quý vị, kết quả của 12 thí sinh bước vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay sẽ được cập nhật trên trang web htv.com.vn cũng như trong bản tin đồng hành cuộc thi về chương trình truyền hình năm 2008 vào lúc 18:50 trên kênh HTV9. Quý vị và các bạn thân mến, và như vậy vòng bán kết cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008 đến đây xin được khép lại. Xin được chân thành cảm ơn công ty Nệm Liên Á đã tài trợ cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào vòng chung kết cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008. Và đêm thi đầu tiên của vòng chung kết diễn ra vào lúc